Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khai thị nhân ngày lễ Phật Đản. Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 5 năm 1982. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ đã tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo, nghĩa là trong ba A Tăng kỳ kiếp ngài tu phước huệ và trăm kiếp thì vun trồng tướng hảo. Ngài tu khổ hạnh, làm những việc khó ai làm được, tu hạnh nhẫn nại, chịu đựng những chuyện người đời khó nhẫn nại được. Vì chúng sinh mà ngài phát tâm bồ đề, tu nhất thiết trí, không tiếc thân mạng để giáo hóa chúng sinh. Kiếp này qua kiếp khác, ngài nhẫn khổ nại lao, ăn những thứ mà người ta không muốn ăn, nhường nhịn những chuyện mà người ta không thể nhường nhịn, cho nên ngài mới thành Phật, chứng quả bồ đề. Phật không phải tu một ngày một đêm mà thành, ngài phải tu ba tăng kỳ kiếp, rồi sau đó thị hiện tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo này là gì? Tướng thứ nhất là từ nơi trời đâu xuất giáng sinh, cõi trời đâu xuất là nơi Pháp Vương Tử chuẩn bị thành Phật, trú ngụ. Tướng thứ nhì là trụ thai. Phật ở trong bào thai thì ngài luôn chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh, vì tất cả chúng sinh hữu duyên mà ngài thuyết pháp. Tướng thứ ba là xuất thai. Phật ra khỏi thai là ngày 8 tháng 4. Sau khi ra khỏi thai rồi thì ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới đất không ai tôn quý bằng ta. Có phải chăng Đức Phật hết sức cống cao ngã mạn? Tôi không phải là luật sư biện hộ cho Phật, nhưng Phật đích thực là người xứng đáng được mang danh hiệu như vậy. Mới sinh ra mà nói vậy là ngài muốn giới thiệu cho chúng sinh hiểu đạo. Ngày Phật ra đời, có 9 con rồng phun nước tắm ngài, lớn lên trong cung. Ngài học đủ thứ pháp thế gian, tất cả những kỹ năng của người đời, ngài đều học qua. Nói là học, nhưng thật ra ngài thông đạt vô ngại. Một hôm, ngài đi dạo chơi bốn cửa thành, thì thấy cảnh sinh, lão, bệnh, tử, nên ý thức được đời người toàn là khổ đau, trải qua sinh, trụ, dị, diệt, cũng là thành, trụ, hoại, không. Nhận thấy rằng sinh lão bệnh tử khổ thật là đầy dãy phiền não, đời người chẳng có ý nghĩa gì, nên ngài mới xả bỏ địa vị phú quý mà ra đi. Đó là một trong tám tướng thành đạo. Phật tu hạnh đầu đà có thể nói là giỏi bậc nhất. Khi ở núi Tuyết Sơn thì mỗi ngày ngài dụng công tu hành, chỉ ăn một hạt mè để duy trì sinh mạng, chẳng hề uống vitamin A, B, C gì cả. Sau đó, ngài thọ sữa dê do một cô gái cúng dường, rồi tới gốc bồ đề mà tịnh tọa và phát nguyện rằng, nếu ta không chứng được chánh đẳng chánh giác thì nhất định không đứng dậy. Liền đó, ngài ngồi trong 49 ngày, cơ duyên thành thục, nửa đêm ngài nhìn thấy sao mai rồi ngộ đạo, thốt nhiên chứng đắc trạng thái không sinh không diệt, không tăng không giảm, không dơ không sạch, bổn lai thanh tịnh, bản thể diệu minh chân tâm. Là đệ tử của Phật, ở thời mạt pháp này, chúng ta cần phải làm người Phật tử chân chính, phải biết rằng Phật và các tổ sư trong quá khứ tu hành không phải dễ dàng. Bây giờ mình mỗi ngày tuy không phải ăn một hạt mè, song chỉ cần đừng ham ăn đồ ngon, đừng ham vitamin, ham bổ dưỡng là được. Thân này là bọc thịt thối do bốn đại giả hợp, chẳng quý báu gì. Bây giờ mình lại vì cái túi da hôi hám này mà làm trâu, làm ngựa, làm nô lệ. Không biết mình làm nô lệ như vậy bao lâu rồi, không biết tạo ra bao nhiêu ác nghiệp rồi mà bây giờ cũng chưa chịu khám phá phóng hạ, chưa chịu nhìn cho thông suốt và buông bỏ nó, vẫn tiếp tục làm trâu ngựa, thật là chẳng có giá trị gì cả. Cho nên mình phải quay về cội nguồn nguyên thủy của mình. Học Phật, tu hành là để biết rõ nhân sinh là thống khổ, rồi chứng quả thành Phật, đó mới chính thật là chân lý. Nên hôm nay, nhân ngày Phật Đản, chúng ta phải y lời Phật dạy, lấy thân Phật làm thân mình, lấy hành vi của Phật làm hành vi của mình, lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lấy trí của Phật làm trí của mình, phải nhẫn nại học hỏi tinh thần không sợ gian nan khổ cực. Được vậy thì ai cũng sẽ thành Phật, đạt ngộ liễu sinh thoát tử.
Vì cầu nhất thiết chí nên Phật không tiếc thân mạng, phát khởi tinh thần dũng mãnh tu hành. Bây giờ mình không chịu được cực nhọc thì làm sao mà thành Phật được? Khi đã xuất gia lại không chân chính tu hành thì thật là cô phụ tấm lòng của chư Phật, chư Bồ Tát và các tổ sư. Nếu một ngày mà lòng tham không trừ, lòng tranh không dẹp, lòng cầu danh lợi chẳng phá bỏ, lòng ích kỷ tự lợi cứ tăng trưởng, thì còn mặt mũi nào đối diện với Phật, với cha mẹ tổ tiên được? Đừng nên nghĩ tới thân mình mà phải vì kẻ khác, phải tinh tấn tu hành, đừng uổng phí thời giờ. Quân quỷ vô thường không biết chừng nào lại, khi nó tới thì dù mình muốn sống thêm vài ngày cũng không xong. Mạc đãi lão lai phương học đạo, cô phần đô thị thiếu niên nhân. Nghĩa là đừng chờ già lão mới chịu tu, mộ phần đầy dẫy bọn trẻ măng. Ở đời sinh rồi chết, chết rồi sinh, nếu sống không xứng đáng thì chết làm súc sinh. Khi thân này đã mất thì vạn kiếp khó phục hồi. Nên chi đừng tự lừa dối mình, đừng làm ông luật sư để tự biện hộ. Cứ nghĩ rằng chẳng cần tu hành, có ngày Phật sẽ giúp mình thành Phật. Ngay như tôn giả A Nan là em của Phật, song Phật cũng không thể ban bố tam muội cho ngài A Nan, mà chính ngài A Nan phải tự nỗ lực tu hành. Vì thế, các vị tới vạn Phật thành, tức là tới tuyển Phật trường, là nơi thi tuyển để thành Phật, các vị phải học cho giỏi, thì đến lúc làm bài thi mới có thể đậu được. Đừng chờ tới khi thi rớt, lúc đó hối hận thì đã trễ. Ha ha ha,